Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu lên hai cái chiếc động cơ Honda GX630, hàng tháo máy phát điện của nhà em nha. Đấy, hai chiếc GX630 hàng gần như là mới tinh, chất lượng còn trên 90%. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm đến những dòng động cơ hai máy này, đấy, thì xin liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc, nhà em chuyên cung cấp các dòng động cơ này, hai máy một máy nha. Đấy, xăng dầu các loại, máy phát điện, máy công trình, máy xây dựng nha. Đấy, hai chiếc động cơ này thì đã được bên nhà em test rất là kỹ rồi. Từ ổ khóa đề là bên nhà em đã đấu sẵn, dây bình, sạc bình, đấy là nhà em đã đấu sẵn rồi. Đây, hàng này bây giờ chỉ sẵn là bàn giao cho quý khách hàng thôi. Đây, ổ khóa đề này. Đấy. Dây bình này, đấy. Là bên em đã đấu sẵn hết rồi. Đấy. Rất đẹp luôn, siêu lướt. Đấy. Động cơ Honda GX630, Honda Moto Made in Japan. Đấy. Tất cả đều đẹp, trên 90%, hàng bao zin, bao đẹp cho quý khách hàng luôn. Đấy. Tất cả các sản phẩm bên em đều bảo hành và hỗ trợ trong quá trình sử dụng nha, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm nha. Đấy. Bên em mua bán trao đổi tất cả các dòng máy móc đã qua sử dụng, hàng mới bên em mua luôn. Đấy. Tất cả đều đẹp. Hàng này thì bên em đã tuyển rất là kỹ rồi, không thể chê vào đâu được. Hàng tháo trên dàn phát điện ra, cực đẹp luôn, bao chất luôn. Đấy. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ bên em nha, em giới thiệu nhanh. Thế còn cái quý khách hàng muốn có cái video chi tiết cũng như là hình ảnh chi tiết về hai chiếc động cơ này thì cứ liên hệ, nhắn tin qua Zalo bên em 0966421739. Thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như là video test cụ thể qua Zalo cho quý khách hàng luôn. Đấy. Hoặc là quý khách hàng có nhu cầu mua bán hoặc là hỗ trợ gì cứ nhắn tin trực tiếp cho bên em nha. Em vừa giới thiệu nhanh hai chiếc động cơ Honda GX630, hàng tháo máy phát điện nhà em siêu lướt luôn. Đấy. Siêu lướt, siêu đẹp, nhà em chuyên những hàng đẹp như này. Đấy. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em, like, chia sẻ, ủng hộ bên em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ.